Hi, xin chào các bạn, mình là Thuận Beo đây. Khá là lâu rồi mình chưa làm video cho các bạn xem ấy. Tình hình là mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều hang lươn, nên là bây giờ thì mình sẽ làm clip là đi câu lươn nha các bạn. Đây, mình đang ở một căn chòi của người ta. Mái thì được lợp bằng chiếu, còn bên kia thì bằng mền. Đủ combo luôn, nhìn khá là cồng kềnh. Nhưng mà ngồi thì có vẻ rất là mát mẻ. Ok, thì đây là cần câu lươn của tôi nha các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ xuống đó xem có hang lươn nào không để mà tôi câu nha các bạn ơi. À đây rồi, tôi phát hiện ra một hang lươn rồi các bạn ơi. Bây giờ thì tôi sẽ câu nhá. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục làm cần câu nha các bạn. Đây. Ở đây thì tôi có lưỡi câu này. Có dây cước. Ok. Đầu tiên thì tôi sẽ lấy cây này làm cái cần để mà tôi kéo lươn. Dây cước thì tôi lấy khoảng 50 cm. Đây thì tôi vừa làm xong thêm lại ba cái bẫy nha các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ đi xuống dưới kia thăm cái bẫy kia, đồng thời là đặt cái bẫy này nha các bạn. Ok. Đây, tôi vừa phát hiện ra ở đây có một cái hang lươn. Bây giờ tôi sẽ đặt cái cần câu chỗ này. Trời hôm nay nắng thế nhở? Hiện tại là 10 giờ, nhưng mà có thể nóng tới 37 độ C nha mọi người. Bây giờ thì nó rất là nắng gắt luôn. Nhưng mà kệ. Ở trên kia thì có cái ao. Ở đây có nhiều cây cây nứa thế nhở, không biết là có ra măng hay không, nhưng là tôi sẽ kệ đi ha. Bây giờ thì tôi sẽ nằm đây nghỉ ngơi tầm 1 2 tiếng gì đấy, xong rồi tôi sẽ đi thăm bẫy. Nếu như mà có hoặc là không có thì tôi vẫn sẽ đi về nha bạn. Chứ bây giờ 10 giờ rồi. Tầm 11 giờ 12 giờ thì mình không có thì mình sẽ đi về. Chứ nếu như mà ở đây ấy, thì mình sẽ phải nhịn đói. Nhưng tính mình thì không bao giờ thích nhịn đói. Tại vì nhịn đói sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Ok, bây giờ tôi sẽ nằm đây nghỉ ngơi nhé. Bye. Đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn, xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu,
Vậy mà tại sao phố mặc anh lẻ loi một mình, xoay người chưa thức giấc anh mới thấy yên lòng, bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày anh vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc do một ai luôn mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại trong cuộc đời này, dẫu bao điều ngang trái. Đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày. Quên hết thuộc rồi các bạn ạ. Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng, dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em, nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều. Rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tan, là vì em đã hết thương tôi rồi, giờ em đã có ai bên đời. Tôi đợi chỉ một người không thương, tôi chờ chi người làm tôi đau. Giờ đây nếu có quay trở về thì con tim đã thôi mong chờ em về đi, mong trời chi chớ chờ chờ chi. Mệt mỏi thiệt đấy chưa? Hai, xin chào các bạn nhá. Vừa nãy là tôi vừa mới đi xem bảy xong. Đi xem mà mấy cái bảy của tôi nó chả nhúc nhích cái gì cả. Chắc là tôi sẽ đi về các bạn ạ. Tầm 3 giờ, 3-4 giờ chiều thì tôi sẽ quay lại đây tôi thăm bảy. Bây giờ tôi sẽ đi về nhà ăn cơm nhá, nghỉ ngơi trưa. Hiện tại là đã là 11 giờ rưỡi. Trời thì đang rất là nắng, nắng gắt luôn ấy. Khoảng cách từ đây về tới nhà tôi thì nó mất khoảng 15 phút đi xe. Đường đi thì cũng rất là khó. Đường đi thì gập ghềnh, nó còn trơn trượt nữa chứ. Nhưng là cũng khá là lười đi lại, nhưng mà không sao. Vì cái clip của ngày hôm nay, tại vì lâu rồi tôi chưa làm clip các bạn, nên là tôi sẽ cố gắng ra clip tầm 1 tuần 2 video cũng được. Clip gần đây mà tôi đăng chắc là 10 ngày trước. Tôi tưởng có người đi lên đây chứ. Nhiều lúc làm clip nói chuyện một mình, ai đi ngang qua cứ tưởng thằng này bị khùng khùng hay sao ấy, đừng nói chuyện với một mình trước máy máy quay, chả hiểu cái đấy gì. Nhưng mà thôi, vì đam mê nha mọi. Thôi thu xếp đồ đi về các bạn ạ. Hẹn các bạn vào buổi chiều nhá. Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn vậy trời ơi. Từ từ. Đây. Chai nước. Cái trần nhà này thấp quá, đứng thẳng không được, đâm ra chúng ta phải đứng cúi cúi như thế này.
Có mượi có vẻ là hợp xử lý. Đường về nhà là bao thương ta, gió nắng mưa vừa qua, thấp thoáng trên phênh, đường rất là gập ghềnh. Ôi, nóng thế. Thì đây là ruộng nhà tôi nha các bạn ơi. Đây, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem view toàn cảnh động ruộng của tôi. Thì bên này là xe của tôi nha các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ di chuyển. Ôi dồi ôi, cái yên xe nóng vãi cứt. Thế này thì làm sao mà ngồi được đây? Trời đất ơi, vừa rồi lái xe một tay có vẻ là hơi hoang mang. Thôi, bây giờ tôi sẽ cất máy quay đi để lái xe hai tay cho nó an toàn nha các bạn. Chứ đường đi nó khó quá. Ôi dồi ôi, úi trời ơi, đang gấp luôn. Hi, xin chào bạn, mình là Thuận Peo đây. Bây giờ là 5 giờ kém mình mới qua. Tại vì vừa nãy là nó mưa to quá nên là mình không thể nào qua được. Vừa nãy là mình đi đường này nha các bạn. Chứ mình không đi đường này. Tại vì đường đường này thì đi rất là khó luôn. Ở đây thì đường là đường đất nên là đi nó rất là trơn trượt tại vì vừa mới mưa xong. Bùn lầy các thứ rất là khó chịu anh em ạ. Nên là mình đi đường này. Đường này thì từ đoạn kia trở đi là có đường bê tông nha các bạn. Còn đường này thì không bao giờ có bê tông cả. Nhà nước không được chịu đầu tư. Nên là mình cũng chịu anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi thăm bảy nha các bạn. Đây là quan xe của mình. Mình sẽ để đồ đạc của mình như thế này luôn. Tại vì ở giờ này là không có ai ở đây cả. Nên là mình cũng chẳng có sợ mất mát gì ở đây. Ôi rồi. Đấy khó quá. Rồi, ok nha mày. Vừa mới mưa xong, đường thì rất là khó đi. Cây cỏ thì ướt hết. Kiểu gì cũng ướt hết người anh em ạ. Nhưng mà thôi, mình cũng quên mang theo con dao để mà phát lại cái đường này cho dễ đi. Chứ nhìn rầm rộ thế này, sợ có rắn rết bò ra thì có chết dở anh em ạ. Đây là cần đầu tiên, không biết là có hay không. Ôi ôi, cứng lắm. Không có anh em ạ. Đây. Ôi dồi ôi, con này nó khôn thật. Đây, cho bạn xem nhá.
ăn hết con giun của mình rồi, để lại mỗi cái lưỡi câu và cước, nó quấn vào nhau thế này khó gỡ thật sự luôn ấy. Ok. Đây là bảy thứ hai. Ôi trời ơi, cái này cũng chả có gì luôn. Đây, trời đất ơi, quả này lỗ rồi. Cần thứ ba đâu rồi nhỉ? Đây các bạn ạ. Cái này dây nó căng luôn này. Cái đệt chả lụa không có. Ở trên kia còn một băng nữa. Bây giờ thì mình sẽ lên thăm xem có gì không. Mình mong là có. Công trời đất ơi, không có luôn. Dở. Chán thế nhở. Thế mà không có con nào. Bây giờ thì tôi sẽ đi phóng sinh mấy con giun nhá. Đây, con giun của tôi đây. Bây giờ tôi sẽ phóng sinh. Thôi chỗ này đi ha, cho nó nhanh. Ôi rồi, đây quả nha các bạn. May là không bị con kiến nó gì ở hết. Không thì phải chết dở các bạn ạ. Đây, lấy miếng đất đắp vô để cho nó sống tiếp nhé các bạn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ đi về. Ok, xong rồi nha các bạn. Tóm tắt lại thì mình chả được con nào cả. Không biết là do mình xui thôi hay là mình không biết câu nhỉ? Mình nghĩ chắc là do mình đen thôi. Tại vì ngày xưa mình cũng hay đi câu lắm. Và câu được cả thùng cơ. Nhưng mà bây giờ chả được con nào. Chán thế nhỏ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi về nha các bạn. Mình sẽ đi về đường bên này nhá. Các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên đã cho mình một like kèm theo một subscribe kênh chia sẻ ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye nhá.